rất là hay các bác ạ. Đó là đàn em của bò rừng Z970 nhá. Hình thức cái con này rất là đẹp nhá. Và điều còn rất là đẹp ạ. Đó là rất đẹp nha các bác nhá. Đèn quất ok này. Rất sáng nhá. Con này về bãi thì em bao trẻ LX kết nối điện thoại, máy tính, TV, nghe đài FM Zalo full 108 bắt tất cả các đài trên lãnh thổ Việt Nam nhé. CD dàn này về thì em cũng chưa dọn dẹp gì ạ. Nó mắt nó bẩn hoặc là dây cu loa dao, các bác về dọn qua hộ em nhá. Muốn chơi CD thì các bác dọn qua, còn không thì chủ yếu bây giờ anh em chơi LX kết nối điện thoại thôi ạ. Em test chức năng của FM Zalo nhé. Con này về thì có điều khiển học nha các bác nhé. Các bác mua thì em tặng luôn cái điều khiển học chỉnh tất cả các chức năng nhé. Em chuyển sang FM Zalo này. Như Anh, Mỹ, Canada, Úc, con này Phần bắt sóng rất là cho cuộc sống hoàn hảo nhé. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vflo.vn. Rồi trên kênh 96 này, 96.5 này. Những giá trị thân chân đấy, thiện mỹ, qua đó sẽ giúp người nghệ sĩ bắt sóng xây dựng khá là uy tín và thương hiệu cho chính mình. Nét. Một không lần nữa thì xin nhá. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết Chức đã tham gia chương trình. Tới đây, các thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Từ về giao thông, chương trình, cửa sổ Minh tình yêu, Diệu Linh, Thanh Huyền, rất là hay nhé. Sản xuất Vũ Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Trực. À, em dò tiếp kênh khác này. Biệt quá đã. Đấy. Cho nên là cái việc con này bắt sóng FM rất là ok nha các bác nhá. Loa thiết kế 3 đường tiếng, 1 bát, 1 trung, 1 chét ạ. Loa bên em về tuyển chọn kỹ lưỡng nên loa không bị rung rỉ gì nhá. Cái màn lưỡi này rất là đẹp nhá các bác nhá. Như vậy tức là thôi, thời lượng video khá dài rồi. Mọi thông tin mua hàng hóa các bác liên hệ số điện thoại trên tấm biển 0981150665. Bác nào gần có đến xem hàng giao lưu em, địa chỉ phố Đối, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên ạ.
hoa.